phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát phán vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bộ Đề Phật Quốc TV Hôm nay xin mời các vị lắng nghe bài thứ 114 Kinh Đại Bác Niết Bàn Phẩm Thánh Hạnh Phần thứ 12 Kính thưa liệt quý vị Kinh Đại Bác Niết Bàn được biên tập với dạng thức luận tạng về giáo nghĩa Đại Bác Niết Bàn trong cái nhìn của một vị Bồ Tát Do vậy cho nên chúng ta thấy bộ kinh này là một bộ kinh được biên tập rất muộn và rất lạ là, là dài. Các vị thấy chúng tôi đến với đại chúng chỉ để trùng tuyên tất cả kinh tạng nguyên thủy cho đến kinh tạng đại thừa và luật tạng như lai mà Thế Tôn đã khai thị chư tổ đã biên tập truyền trì trên 2.600 năm. Do vậy cho nên để học tốt bộ kinh Đại Bát Niết Bàn này, chúng tôi nghĩ các vị nên thỉnh cho được một bộ kinh để chúng ta có kinh lật ra đỡ trước mặt của mình và nghe chúng tôi đọc từng câu chúng ta chiêm nghiệm và cùng nhau tác ý chúng tôi biết đến đâu sẽ sẽ phân tích đến đó và hy vọng chúng ta cùng sống ở trong ánh sáng hào quang của Đức Thế Tôn được soi chiếu từ bộ kinh này. Và kinh Đại Bát Niết Bàn này chúng ta thấy có nó được chia làm hai tập, tập 1 này á gồm có 675 trang. Và mỗi bữa chúng ta học đôi khi có vài ba trang mà thôi. Chúng tôi ước lượng rằng bộ kinh này để học xong chúng ta cần mất 500 giờ. Và hôm nay chúng ta đến số trang số 425. Mới có 425 trang thôi mà chúng ta đã trải qua là 114 giờ. Do vậy cho nên chúng ta biết rằng để học được bộ kinh này, chúng ta cần phải phát tâm kiên cố bền bỉ. Và sự thật chỉ có những ai quyết định chấm dứt sinh tử, không muốn luân hồi tái sinh thì con đường bất tử đức theo tôn khai thị kinh văn chỉ dẫn là một thông tin là một uh, hành trạng xin nói là là một tư lương không thể nào thiếu được đối với chúng ta và chúng ta sẽ trân quý nó vô cùng gần đây chúng tôi thường thưa với đại chúng rằng thân của chúng ta đang ngồi đây chính là thân thức tụ thức là gì thức là khả năng nhận biết phân biệt và khả năng nhận biết phân biệt đó hội tụ ở trên thân này. Nếu như hội tụ nơi mắt, chúng ta gọi là nhãn thức. Hội tụ nơi tai gọi là tỷ thức. Nơi thân gọi là thân thức. Nơi ý gọi là ý thức. Và hội tụ ở trong kiếp người là một cuộc hội tụ may mắn. Bởi vì cấu trúc thân người là cấu trúc thù thắng hơn các loài khác chỉ thua chư thiên mà thôi. Nhưng trên phương diện giác ngộ và tiếp cận chân lý, thì con người lại có nét thù thắng hơn chư thiên. Và vì vậy cho nên Đức Thế Tôn đã ra đời ở trong kiếp người. Và chúng ta mang lấy thân người, có được cơm ăn, có được áo mặc hướng được một phương tiện sinh tồn tạm thời. Tất cả đều nhờ phước báo mà chúng ta đã gieo nhân trong quá khứ. Và nếu như đời nay hiện tại không tiếp tục gieo nhân thì tương lai chúng ta sẽ đi vào lộ trình đối khác. Vì vậy người có trí sống ngày nay nghĩ tới ngày mai. Nhưng thưa các vị, chúng ta sống ngày nay cho đến ngày mai cũng không ngoài sự lo toan, phiền não. Bởi vì tất cả các cảnh giới đều thống khổ. Chỉ có khi nào chấm dứt sanh tử niết bàn an vui lúc bây giờ mới thật sự giải thoát và ở trong pháp Nhật âm chúng tôi có viết rằng hội nắng một ngày sau chống thế hoàng hôn dân lối về bao giờ tàn cỗi mộng đời sẽ đẹp nên thơ quá thật như vậy thưa liệu quý vị Ngày qua tháng lại, chúng ta hỏi ai đây? Một ngày sao chống thế? Kiếp người ngán ngủi, chưa làm được gì cho tròn tâm vẹn ý. Mà chúng ta thấy tuổi già đã đến ở trên đầu. Quỹ thời gian không còn bao lâu nữa, chúng ta rời khỏi thời gian này. Rồi chúng ta đi đâu vào đâu? Chúng ta lại tiếp tục tái sinh. Đã có sinh thì có già, có bệnh và có chết, có sự thống khổ ưu bi. Còn nếu như vô sinh thì sao? Tất nhiên không già, không bệnh và không chết. Đây là một chân lý thiết thực. Con đường vô sinh bất tử đó được Đức Thế Tôn khai thị ở trong Đại Bác Niết Bàn. Vì vậy cho nên chúng ta thực tập ở trong Đại Bác Niết Bàn là chúng ta thực tập tất cả thánh giáo nghiêm túc mà Thế Tôn đã dạy cho tất cả chúng ta. Chúng tôi liên tưởng tới Kinh Tứ Niệm xứ thuộc hệ Kinh Tạng Bali. Tổ sư chúng ta biên tập Pháp Quán Tứ Thánh Đế. Đó là quán khổ, quán tập, quán diệt và quán đạo. Tất cả giáo nghĩa đó đều được ghi lại rất đầy đủ và tương tận tí mỹ ở trong đoạn kinh thuộc Đại Bác Niết Bàn này. Bồ Tát trụ Đại Bác Niết Bàn nhìn cuộc đời thống khổ với sinh lão bệnh tử với với ưu bi khổ não như thế nào và cái nguyên nhân của nó từ đâu mà mà sinh ra Quán chiếu khổ đế như thế nào? Tất cả những giáo nghĩa này chúng ta đã học từ những bài trước. Giờ đây chuyển tiếp sang phần quán chiếu về và tập như thế nào. Chúng ta thấy trong đoạn chuyển tiếp này Ca Diếp Bồ Tát ở giữa hội chúng bạch Thế Tôn mời các vị lắng nghe. Như lời Phật nói ngủ ấm thạnh khổ nghĩa đó chẳng phải vì như ngày trước phật bảo thích ma nam nếu sách là khổ tất cả chúng sinh lẽ ra chẳng nên cầu sách nếu có người cầu thời chẳng gọi là khổ nhân duyên thích ma nam xuất gia được đức thế tôn khuyến khích phát tâm Bồ Tát Đại Thừa nhập thế, trở về ở đời làm vua, che chở cho dòng họ thích. Bởi vì nếu như thích Ma Nam không có về, thì người cớ tiếp sẽ là những người ác nghiệp. Theo cái truyền thống của dòng họ thích, và họ sẽ làm cho tứ chúng làm than muôn dân thống khổ vì vậy cho nên nghe lời khuyên của Thích Ma Nam mà Tôn Giả Ma Ha Nam đã trở về thế gian làm vua. Nói thế không có nghĩa rằng Đức Thế Tôn cố suy con đường thế tục, con ngôi vua lại hơn nữa hành trạng của người xuất gia. Mà sự thật, duyên của Ma Ha Nam là duyên làm vua chứ không phải duyên của một vị thánh a la hán trong đạo xuất thế thớ theo nhân duyên và tâm nguyện nhiều đời mà thớ tôn khai thị như vậy và thớ tôn khai thị cho ma ha nam rằng đem đến hòa bình đem đến hạnh phúc đem đến cơm no áo ấm cho muôn dân đó chính là là đạo của thánh hiền đó chính là là phước báo mà một vị hành Bồ Tát nên quan tâm. Bởi vì sao? Bởi vì cơm nó áo ấm và hòa bình hạnh phúc. Nó là tâm nguyện chung của tất cả mọi người yêu chuộng sự tồn tại một cách bình đẳng. Giới thiệu ở đây thưa liệu quý vị. Thế Tôn nói rằng nếu sắc là khổ thì tất nhiên đâu có ai cầu cái sách. Cái sắc ở đây là gì? Là sắc đẹp. Sắc đó là gì? Là sự đầy đủ. Là cánh sắc tươi sáng cái sắc đó nó cho người ta hạnh phúc chứ nếu như nó không có hạnh phúc thì người ta cầu làm gì Bồ Tát Ca Diếp lấy luận lý này để nói rằng thời gian thật sự không phải là khổ hết mà nó có cái gì đó cũng vui vui chứ đâu phải lúc nào cũng khổ lại như Phật bảo các tỳ kheo thọ có ba thứ rõ ràng khi thân sáu căn xúc với sáu trần có xúc thì có thọ thọ có ba đặc tính vừa ý tâm dẫn thuận nghịch ý tâm dẫn nghịch và trung tính tâm dẫn vô ký đây gọi là gì là khổ thọ lạc thọ và bất khổ bất lạc thọ đó là một loại cảm thọ tự nhiên diễn ra trong quá trình mà chúng ta tiếp xúc với ngoại cảnh lại như lúc trước Đức Phật nói với các tỳ kheo nếu người nào có thể tu hành pháp lành thời định thọ là Lại như Đức Phật nói, ở trong đường lành sáu kinh lãnh thọ sáu kinh vui, mắt thấy sắc đẹp là vui, tai mũi thân lưỡi nhận đến ý suy nghĩ pháp lành cũng cũng vui như vậy. Đây là luận lý mà Bồ Tát Ca Diếp ở giữa hội chúng Nêu lại những gì mà Đức Thế Tôn dạy trong quá khứ để ngài minh chứng rằng từ kim khẩu Thế Tôn dạy có những pháp vui tồn tại ở đời, tại sao chỉ có duy là quán chiếu cuộc đời thống khổ mà thôi. Phật ngài còn đưa ra một bài kệ ngài lập luận rằng như Phật từng nói kệ: Trì giới thời là vui, thân chẳng thọ sự khổ ngủ nghỉ để an ổn, thức dậy lòng vui vẻ. Như vậy, trì giới là vui. Bởi vì sao? Bởi vì không làm những điều ác cho nên trong lòng không có lo toan. Thành ra, nằm ngủ xuống là, là an ổn, vui vẻ, thức dậy trong lòng cũng vui vẻ. Vậy không khí nào, không lý nào con người lo toan nhiều là người làm ác hay sao? Điều đó cũng chưa hẳn phải không thưa được quý vị. Ở đây chúng ta nói rằng con người làm điều thiện thì lòng mình nó nó không có gì gọi là trách ẩn hết cả lúc nhận lấy y thực đọc tụng và kinh hành riêng ở nơi núi rừng như vậy rất là vui chúng ta sống sáu căn tiếp xúc với sự đầy đủ áo ấm cơm no đọc tụng kinh chú kinh hành niệm phật ở riêng một nơi rừng núi như vậy thật là là vui cảnh thật là thanh nhàn u tịch nếu mà đối với chúng sanh ngày đêm lòng tu từ gọi là ngày đêm tu lòng từ tức là đối với cuộc đời xuôi ngược mà chúng ta ngày đêm phát triển lòng từ nhưng đây được thường vui vì chẳng hại người khác hại người khác là gieo nhân thống khổ cho người tức là tự tạo cái quả tương lai mình phải gặt hái cái gì nghịch cảnh trong gai cho nên người phát triển lòng từ bi trong tâm sẽ thường an vui ít muốn biết đủ học rộng biết nhiều vui à là hán không chấp cũng gọi là thọ vui các vị đại bồ tát rút ráo đến bờ kia những việc đã làm xong đây gọi là rất vui như vậy thì thưa lập quý vị tôn giả ca diếp ngài ca diếp đã nêu ra rằng hàng loạt những những cái cánh vui như vậy tại sao chỉ có thấy cuộc đời là thống khổ mà thôi theo tinh thần của đại bác niết bàn đó rồi, cuối cùng Ngài kết luận bằng một câu hỏi Bạch Đức Thế Tôn trong các bộ kinh nói về tướng vui ý nghĩa như vậy Thế nào tương ưng với nghĩa của Phật nói hôm nay Cuộc đời chỉ là thống khổ mà thôi Bồ Tát Ca Diếp nêu ra như vậy Để cho chúng ta có tinh thần phán biện trong khi tu học Nếu mà chúng ta tiếp xúc giáo nghĩa của Như Lai chỉ có một mảng mà thôi Chúng tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ diễn đạt theo cái khả năng thấy của chúng ta ở trong mạng đó. Nếu như vượt qua những gì mình thấy, mình nghe, mình cảm và mình biết thì tất nhiên mình không thể nào thấy được cái gì. Độ thấy của chúng ta đủ rộng tới chừng nào thì chúng ta diễn đạt giáo pháp đủ rộng tới chừng đó. Tuy nhiên, sự đủ rộng ở chừng đó cũng chưa có thể lãnh hội được chân nghĩa mà chúng ta cần phải tác chứng bằng tâm giải thoát. Tâm giải thoát là điều mà chúng ta phải sống với kinh giáo nhiều năm chúng ta mới có thể nhận ra được. Nhận ra được nhiều năm hay ít năm nó cũng tùy theo cái trí tuệ của chúng ta. Không phải con cá ở trong biển suốt đời có thể nếm được vị mặn mà lưỡi chúng ta chỉ cần nếm một chút thôi cũng có thể biết được vị mặn mà trí của chúng ta còn có thể suy luận rằng tất cả nước biển đều là mặn. Như vậy thì trên phương diện đó chúng ta hãy xem khả năng giác ngộ, khả năng chứng đắc. Như vậy thì thưa quý vị, điều kiện không gian thời gian là một phần nhưng khả năng giác ngộ chứng đắc rất cần thiết cho chúng ta. Phật bảo Ca uh, Diếp Bồ Tát như thế này: Lần thay lần thay, ông khéo có thể thưa khỏi Đức Như Lai những nghĩa như vậy. Chúng ta thấy Đại bác Niết Bàn biên tập thật là khéo léo, giải tỏa cho chúng ta những lòng hoài nghi, thắc mắc Phật bảo rằng này thiện nam tử Tất cả chúng sinh đối với sự khổ hạn hạ tưởng lầm là vui Ở trên tức là ở trong cái khổ sơ sơ mà nghĩ đó là vui Do chúng ta tưởng lầm mà thôi Vì thế nên nay ta nói tướng khổ không khác với ngày trước đã nói Cái tướng khổ nó luôn là khổ Nhưng mà do chúng ta tưởng lầm là vui Thành ra nhận lấy đó là vui Ca Diếp Bồ Tát lúc bây giờ bạch Phật như lời Phật hối đối với các khổ hạng hạ tướng cho là vui. Thời sanh là bệnh tứ hạng hạ cùng ái biệt ly cầu bắt đất oán tán hội ngủ ấm thạnh hạng hạ những sự khổ như vậy lấy ra cũng nên nên có vui. Thế tôn sanh hạng hạ là ba thú ba ác thú địa ngục ngạ quỷ xuất sanh sinh hạng gì sinh hạng trung là loài người sinh hạng thượng là là trên trời nếu lại các người hối rình nếu ở nơi sự vui hạng hạ tướng cho là khổ trong sự vui hạng trung tướng cho là không khổ không vui trong sự vui hạng thượng tướng cho là vui thời phải trả lời như thế nào câu hỏi đặt ra rất là tuyệt vời thưa liệt quý vị thế Tôn, nếu trong sự khổ hạn hạ tướng cho là vui, chưa thấy có người nào sẽ bị phạt đánh ngàn trượng lúc mới đánh một trượng đầu mà đã nói, đã tướng cho là vui. Nếu là lúc đánh trượng đầu chẳng tướng là vui, thế sao nói rằng nơi trong sự khổ hạn hạ mà tướng cho là vui? Bồ Tát Ca giúp đưa ra một thí dụ như một người phạm án hình phạt gia hình bằng cách đến ngàn ngàn trưởng nhưng mà khi đến một một thôi đến một trường thôi thì lúc bây giờ cảm thấy vui quá và thứ hai bắt đầu mới thấy ít vui hơn thứ ba mới thấy khổ hơn tâm lý chúng ta có bao giờ diễn ra như vậy hay không rõ ràng không phải có phải không thưa được quý vị phạt một ngàn trưởng một ngàn rồi đến một rồi thì nó vẫn là khổ và tới một ngàn rồi thì càng thống khổ hơn chứ tại sao cho rằng đến mới có một rơi tưởng cho đó là vui lúc bây giờ đức thế tôn giải thích cho ca diếp bồ tát như thế nào phật bảo ca diếp bồ tát rằng phải lắm phải lắm đúng như lời ông nói do nghĩa này nên không có gì tưởng là vui tức là một rơi cũng khổ đau và một ngàn rơi cũng đau khổ mà thôi nhưng mà vì như người tội kia sẽ bị đánh phạt ngàn trưởng Khi đánh một trưởng rồi liền đánh tha Bị phạt một ngàn trưởng Đánh một trưởng rồi tha Người này bèn sanh lòng vui Cái vui của chúng ta là như vậy Chúng ta mong muốn có được có được kiến thức cho nên chúng ta lăn lộn chốn học đường. Học ra trường rồi chúng ta lại mừng vô cùng khi chúng ta tốt nghiệp nhưng mà sau đó cuộc đời đời hỏi chúng ta phải thực hiện sứ mệnh tồn tại lao vào chốn thương trường làm ăn tìm kế sinh nhai lúc đó chúng ta sẽ chứng kiến bao nhiêu thứ đảo điên thấm khổ bao nhiêu chuyện trái ý nghịch lòng chúng ta lại thấy khổ chúng ta ước mơ có một gia đình à, có được người bạn đời xứng đôi vừa lứa sinh được con cái như ý mình muốn nhưng rồi người bạn đời đó có đem lại cho chúng ta hạnh phúc tuyệt đối được hay không hay là chỉ hạnh phúc thoáng qua rồi khổ đau là đem đến con cái có đem cho chúng ta hạnh phúc tuyệt đối được hay không hay là chỉ thoáng qua rồi con chim rời khối tổ vẫn bay theo phương trời đã định còn chúng ta thì ngồi lại với thân thứ tướng già suy. Nhớ lại những cảm thọ thanh trầm buồn vui lòng sinh hối tiếc. Chúng ta có vui được hay không? Và đặc biệt là chúng ta không có bao giờ ngăn cản nổi tứ thần đang từng bước đang từng bước lại gần. Vì vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta được một món đồ nào đó, chúng ta được một cái gì đó tạm thời ở trong kiếp vô thường này, chúng ta lại sinh lòng vui mừng, cũng giống như là người bị phạt cái ngang trường đến một roi bỗng nhiên tha và anh ta đã nhầm lẫn, anh ta thật là mừng quá, thật hạnh phúc quá, thật vui quá. Chúng ta gặp cảnh sát thối còi hoặc gặp cảnh sát khú đèn chúng ta ngừng lại rồi chúng ta mới biết rằng là cảnh sát đã chỉ cho mình thấy mình phạm luật giao thông mình bị mình sẽ bị phiền phức rồi rất là lo lắng làm sao đây thật là phiền toái bởi vì mình còn quá nhiều việc phải làm bây giờ lại nảy sinh thêm việc cần giải quyết nữa nhưng rồi anh cảnh sát này thấy tội quá thôi cho qua nhắc nhở rồi cho đi chúng ta thấy mừng quá như vậy mình có vui mình vui trong lúc đó nhưng thực ra cái mừng cái vui đó nó nằm ở trong cái kiếp luân hồi sanh tử cuối cùng chúng ta vẫn phải chết mà cho nên ở đây rõ ràng chúng ta thấy rằng ngày nay bèn sanh lòng vui là vì thế nên biết rằng trong sự vui không ở trong sự không vui lầm tưởng là vui lầm mà là thôi tưởng vậy thôi chứ thực ra nền tảng của nó là sự thống khổ ca diếp bồ tát lúc bây giờ mới bạch phật thế tôn người đó tránh vì bị đánh một trượng mà sanh vui chính vì đặng tha mà sanh lòng vui Rõ ràng không phải bị đánh mà vui mà chính vì cái sự tha đó cho nên tâm nó tướng lầm vui mà thôi. Này thiện nam tử, vì thế nên ta ngày trước nói với thích ma nam, trong ngủ ấm có vui. Thời đó là đúng, thiệt chẳng phải mâu thuẫn vậy. Cuộc đời thống khổ quá, làm vua ban phát cho đời sống no đủ, khiến cho chúng hữu tình vui. Cái vui đó là cái vui tạm tha, tạm tạm mệt mà tạm dám bớt sự cơ cực tạm dám bớt cái sự khổ đau cho nên lầm tướng là vui vậy thôi ở Tôn Tông nói cái nghĩa vui đó là vui trong sự tạm tha chứ không phải nói trên nghĩa bản chất này Thiện Nam Tử có ba thọ và ba khổ ba thọ là gì lạc thọ khổ thọ và bất khổ bất lạc thọ ba khổ là gì là khổ khổ hành khổ và hoại khổ này thiện nam tử khổ thọ chính là cả ba món khổ ba loại khổ ba lĩnh vực khổ đó là khổ khổ hành khổ và hoại khổ tức là cái khổ này chưa chấm dứt khổ khác đã chất chồng sự vận hành liên tục không ngừng khổ và sự bênh hoại dẫn tới thống khổ Hai món thọ kia chính là hành khổ và hoại khổ, đây do đây nên trong sanh tử thiệt gì có thọ lạc. Nó khổ như vậy nhưng mà nó ngừng trong chốc lát, nó thay trạng trong chốc lát thì chúng ta thấy có thọ lạc bị tâm dẫn thuận. Đại Bồ Tát thấy tánh khổ cùng tánh lạc chẳng rời nhau tính chất khổ và lạc như là một bàn tay có hai mặt, mặt ngứa và mặt mặt ấp mà thôi. Và không bao giờ nó rời nhau. Cho nên suy cho cùng tánh của nó vẫn là tánh khổ. Thành ra kinh mới nói nên nói rằng tất cả đều khổ. Này thiện nam tử, trong sanh tử thiệt không có vui. Đứng trên phương diện của sanh tử thì có gì là vui? vì chư Phật Bồ Tát tùy thuận thế gian nên nói là có vui. Tùy thuận thế gian, tùy theo cái cảm thọ đối dời giữa trạng thái này sang trạng thái khác. Nó có một cái điểm vừa ý nào đó và tâm sinh lạc ngang đó. Và chúng ta thường hay bị cái lạc đó mê hoặc dẫn dắt Ca Diếp Bồ Tát lúc bây giờ mới bạch Phật. Thơ Tôn, chư Phật và Bồ Tát nếu tùy theo thế tục mà nói, thời là có hư vọng chăng? Tùy theo thói tục mà nói, có hư vọng chăng? Tức là có nói dối hay chăng? Như Phật từng nói, người tu hành pháp lành, thời thọ quả báo vui, trì giới an vui, thân chẳng thọ khổ, nhận đến việc đã làm. Việc làm đã làm xong, đây là rất vui. Lời nói thọ vui trong các hành như vậy, chừng có hư vọng chánh nếu là hư vọng thời chư Phật Thế Tôn trong vô lượng trăm ngàn muôn ức a tăng kỳ kiếp tu hành đạo bồ đề đã lìa hư vọng nay Phật nói như vậy ý nghĩa thế nào có bị mâu thuẫn hay không thưa liệt quý vị chúng ta thấy đây là vấn nạn rất hay của Bồ Tát Ca Diếp để chúng ta hiểu rằng thế gian là khổ tại sao Phật lại nói có những cái điều vui mà chư Phật thì đã lìa những lời lẽ hư dối tại sao bây giờ nó như thế nó có mâu thuẫn hay chăng Phật báo rằng này ca dịp này thiện nam tử như bài kệ nói về những sự thọ lạc trước kia chính là cội gốc của đạo bồ đề cũng có thể trưởng dưỡng vô thượng bồ đề đây chính là gì là vui trong cảnh vô lậu vui vui trong cõi dục là khổ và vui là gì và khổ khổ ở trong trong đạo bồ đề chính là vui chúng ta thấy rằng những cảm thọ hình thành trên cơ sở đạo vô lậu nó vén mặt tham sân và si đây gọi là là vui cái vui thật sự và từng bước thớ nhập vui vô lậu tam thiền và từng bước từng bước nó hình thành nền tảng của đạo vô thượng bồ đề đây là điều mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm ví dụ như ở thế gian này chúng ta tham chúng ta tham trong cõi dục chúng ta gọi là dục tham nhưng chúng ta không tham ở trong cõi dục nữa mà chúng ta hướng tâm lên cõi trời chúng ta làm những việc thiện lành cho cuộc đời để cầu mang phước báo sinh thiên. và chúng ta tham ở trong tất cả các loại thiền những điều này chúng ta gọi là hữu tham hữu tham hay dục tham cũng là một gốc mà thôi hai nhánh cành đen cành trắng vẫn là gốc tham tham là cội gốc của ưu bi khổ não ưu bi khổ não chưa chấm dứt cội gốc chưa trừ bỏ thì sao gọi là vui niết bàn do vậy cho nên ở đây chúng ta hiểu rằng ở trong đạo bồ đề thế Tôn nói rõ khi ở trong đạo trì giới, trong đạo tu tập tinh tấn thì trong phương diện này nó có thể trướng dưỡng vô thượng bồ đề. Do nghĩa đó nên trong những kinh trước nói tướng vui là như vậy. Tướng vui của trì giới, tướng vui của hành trì, tướng vui của sự tu tập. Vì như trong thời gian những đồ cần dùng cho đời sống có thể làm nhân cho sự vui nên gọi là vui. Như nữ sách rượu uống, đồ ăn ngon, lúc khác được nước, lúc lạnh được lửa, y phục chuỗi ngọc, vôi ngựa xe cổ tôi tới vàng bạc lưu ly, sang hô, trân châu, kho đụng lúa gạo, những vật như vậy. Người đời cần dùng để làm nhân cho sự vui nên gọi là vui. Đây là những minh chứng thiết thực. Chúng ta thấy rõ như vậy, không có gì gọi là mơ hồ trong đặc điểm này phật bảo rằng này thiện nam tử như uh, những vật như vậy cũng có thể sanh sự khổ nhưng nữ sắc sanh sự khổ lo thương yêu một người nào đó sợ người ta không có chung tình với mình sợ người thương yêu chúng ta bị tổn hại lo đủ điều ở trong phương diện của ái tình và đặc biệt khi người thương yêu đó vô thường cướp đi thân mạng không còn như vậy người chúng ta rơi vào sự thống khổ tột độ chúng tôi phần làm tu sĩ lo tang lễ cũng nhiều và chứng kiến chứng kiến cảnh mà sanh ly tứ biệt thống khổ tột độ lòng xót xa nhưng rồi con người chúng ta thường hay khổ đó quên đó và tiếp tục vui sống ở giữa cuộc đời giả tạo à, những cái khổ như là là khổ lo giàu buồn khóc nhẫn đến phải chết cho người nam nữa à, nhiều khi phải người nữ đó là người phải chết cho người nam nữa những điều như vậy xảy ra trong lịch sử xã hội loài người còn cái nhân vui nơi rượu thì sao Đồ ăn ngon nhận đến lúa gạo cũng có thể làm cho con người phải khổ nhiều do nghĩa đó nên tất cả đều khổ không có tướng rốt ráo vui như vậy chúng ta xét chữ vui vui trong giả tạm hay là vui trong tuyệt đối hạnh phúc mong manh hay là hạnh phúc trường cứu hạnh phúc giả tạm hay là hạnh phúc vĩnh hằng những điều này chúng ta cần phải suy xét một cách rõ ràng. Đừng cho rằng ở cuộc đời không có hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của nó, hạnh phúc tạm bỡ, mang manh. Còn người có trí thì không chấp nhận hạnh phúc mang manh tạm bỡ, cho nên đi tìm kiếm hạnh phúc vĩnh hằng. Đây là thái độ sống và chân lý chọn lựa của chúng ta. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát nơi tám điều khổ này, hiểu rõ là khổ nên không bị khổ tức là tâm chúng ta có khả năng biến mãn biến tri biến mãn biến tri cho nên nó ở trong cái khổ thấy rõ chân tướng của khổ cho nên tâm nó không có còn khổ trong đó đây là điều mà chúng ta cần chiêm nghiệm này thiện nam tử tất cả hàng thanh văn duyên giác chẳng biết nhân nơi nơi sự vui nên Phật vì họ ở trong sự khổ hạn hạ nối có tướng vui chỉ có Bồ Tát trụ nơi đại thừa đại niết bàn bèn có thể biết nhân của sự khổ sự vui này như vậy thưa liệu quý vị tùy theo trình độ tùy theo nhận thức mà Thế Tôn khai thị pháp yếu có tính cao thấp có tính là là cạn sâu khác nhau bởi vì ở trong nhận thức con người như vậy, ở mức đó thì vui như vậy, còn ở trong mức khác nó sẽ khác. Chúng tôi chẳng hạn như ở tại Bồ Đề Phật Quốc. Bồ Đề Phật Quốc là đạo tràng, là nơi thiết lập phương tiện duy trì chánh pháp Như Lai một cách nghiêm túc và chuyên duy trì chánh pháp của Như Lai trên phương diện giáo dục. Chúng tôi nghĩ chỉ có giáo dục nhận thức đúng với chánh pháp thì chánh pháp mới trở thành diệu dược mới trở thành mới trở thành ánh sáng nuôi dưỡng xuôi sôi chiếu nội tâm của chúng ta và con đường này là con đường nghịch lưu cho nên tất nhiên gặp rất nhiều trong gai chướng nạn nếu như chúng ta thiếu sự quyết tâm cần cầu giáo pháp thì bồ đề phật quốc không phải là nơi thích hợp cho chúng ta nhưng đối với những ai quyết định giải thoát, quyết định cần giáo pháp như lai sôi sáng, thì Bồ Đề Phật Quốc là không thể thiếu đối với các vị. Như vậy thì thưa liệu quý vị ở đây, chúng tôi có thể nói rằng phương tiện của chúng tôi chỉ có thể thực hiện được tới đâu, làm tới đâu và trong ý nghĩa nào. Và tùy theo cách nhìn, tùy theo nhu cầu mà chúng ta nhận lấy một phương diện nó như thế nào, đó là tùy theo tâm thức của chúng ta. Thành ra đây cũng vậy, đại bộ các vị tinh văn duyên giác ở trong cuộc đời thì tìm cái thú vui thanh nhàn u tịch, sự thanh thản nhẹ nhàng. Đây là là cách ở cuộc đời. Còn đối với Bồ Tát thì sao? Bồ Tát trụ trong đại bát niết bàn, xem cái vui tạm bỡ đó không phải là vui đâu, mà nó chỉ là hình thức vui tạm bỡ của hạng hạ mà thôi. Này thiện nam tử, từ đó mà luận rằng thế nào là đại bồ tát trụ nơi đại thừa đại Nhất bàn quán sát tập đế chúng ta đang luận trong quán tứ thánh đế theo tinh thần của bồ tát đại thừa vậy thì ở đây nguyên nhân khổ đã được minh thị rõ ràng và thì cái chân tướng khổ đã được minh thị rõ ràng thế thì nguyên nhân khổ từ đâu sinh ra hay gọi là tập đế từ đâu sinh ra đại bồ tát quán sát tập đế là nhân duyên ngũ ấm trên cơ sở căn bản thân của chúng ta tự thân của chúng ta sự chấp lấy các thủ uống này là nguyên nhân sinh ra thống khổ khổ của nó nằm ở trong phương diện của ngũ ấm nếu như rời sách thọ tưởng hành thức ấm thì chúng ta còn khổ nữa hay không Nói thế không có nghĩa rằng chúng ta hủy diệt thân xác Thì chúng ta rời khỏi khổ Sau khi rời khỏi xác Thân đã hủy hoại Thì sáu căn nó không còn Nhưng mà tâm ý thức tồn tại với một năng lượng kiền đạt phước Khái niệm bố đẹp trà la một tử ngã chúng ta chưa ngừng lại Thì nó phải đi tìm kiếm đời sống mới và thức tâm chúng ta tồn tại với trạng thái siêu việt vi tế đó vẫn hàm tàn bao nhiêu nguyên nhân thấm khổ. Đem cái tâm đó đầu thai từ kiếp này sang kiếp khác. Do vậy mà luôn luôn là đối diện với sanh tử bì lao. Từ đó chúng ta thấy rằng ở trong ở trong cái nguyên nhân đau khổ duyên của nó đến căn bản là tử ngũ âm. Còn chữ tập nghĩa là gì? Là trở lại nghĩa tập nghĩa là là trở lại ái luyến nơi hữu. Tức là ái luyến nơi hữu, luyến nơi sự tồn tại, luyến nơi sự có mặt. Ái thì có hai thứ, một là ái thân mình, hai là ái đồ cần dùng. Hay là ái cái tự ngã, tự thân và ái cái của ta, phương tiện sinh tồn. Lại có hai thứ, năm thứ dục lạc lúc chưa định tâm luôn tìm cầu đã tìm cầu được rồi luôn đem trước đó là gì đó là tiền tài là sắc dục là danh vọng là ăn uống là là ngủ nghỉ là năm phương diện mà tâm chúng ta thường hay khởi niệm tìm cầu khi tìm cầu được rồi thì lại lại là đem trước vào trong đó muốn giữ gìn lấy nó lại có ba thứ Dục ái sắc ái và vô sắc ái lại có hai thứ nghiệp nhân duyên ái nghiệp nhân duyên ái phiền não nhân duyên ái khổ nhân duyên ái Đây gọi là gì ha là dục ái là gì là sắc ái và vô sắc ái nó là là gì là có ba cái 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 loại ái và trong phương diện nào đó có thể nghiên cứu tìm hiểu tới là nghiệp duyên cái nghiệp nó duyên nghiệp là cái nhân duyên ái nghiệp nó như vậy nó duyên vào ái rồi phiền não nhân là cái nhân duyên ái khổ là cái nhân duyên ái cho nên ái nó dựa trên gì ở trên nghiệp trên phiền não và trên khổ khổ nghiệp và phiền não làm cái nhân để mà sinh ra bao nhiêu thứ ái nhiễm người xuất gia có bốn thứ ái xuất gia vẫn còn bốn thứ ái đó là gì đó là ái y phục ái đồ ăn uống ái đồ nằm và ái thuốc thang chúng ta thấy rất là tuyệt vời thưa lời quý vị chúng ta đọc trong kinh chúng ta mới thấy thế tôn khai thị pháp yếu một cách vô ngã nói không phải vì sợ đụng chạm hay là vì để cho chúng ta vui chúng ta nhớ đầu tiên thế tôn vừa thành đạo khi ngài nhận vườn trúc to lớn của vua tầng bà Sala Ngài dạy cho trên một ngàn vị tỳ kheo không có được ngủ ở dưới một gốc cây trúc quá ba đêm bởi vì sao bởi vì sẽ liếng ái cái chỗ ngủ đó cái tâm nó có xu hướng là ngọn trúc của ta của ta và chúng ta làm sao cho nó vừa ý theo cách của ta chính những cái sở thích đó nó lôi kéo chúng ta trở lại trong luân hồi người xuất gia vẫn còn ái à, áo à, tứ sự thôi thế tôn không còn cho chúng ta giữ được gì nữa nhưng mà người ta cũng dường lụa là gấm vóc thì cũng thích đồ ăn uống ngon cũng thích cái chỗ nằm cho êm ái cũng thích và thuốc thang khi đau ốm à, uống nhanh chóng khỏe mạnh thì cũng là là yêu thích đã xuất gia các ái ly thân từ bỏ thế tục vậy mà vẫn còn một số điều nó lôi kéo tâm lại có năm thứ tham lam nơi ngủ ấm tuy chỗ cần dùng tất cả đều tham ái toan tính phân biệt vô lượng vô biên như vậy thưa lực vị nguyên một cái đoạn kinh này thế tôn đã khai thị pháp yếu khổ đau là do ái nhiễm ái với phương diện nào đó đối tượng ái thì thiên sai vạn khác nhưng tâm ái thì có một màu sắc khởi lên và ở đây chúng ta thấy rõ khi chúng ta chiêm nghiệm những đoạn kinh này được biên tập trong Đại Bác Niết Bàn, chúng ta chỉ có cúi đầu tạ ơn lịch đại tổ sư đã thật sự khéo léo gom hết tất cả những cái yếu nghĩa trong kinh tạng nguyên thủy thành những bài kinh những đoạn kinh thật là xúc tích đầy đủ và dựng lên bằng một câu chuyện đại thừa để chúng ta duyên theo đó mà lãnh hội đầy đủ chân lý. Cho nên học kinh đại thừa chúng tôi mới ngoạc lưu ý rằng đừng xem những câu chuyện trong đại thừa là câu chuyện của chính sử mà hãy xem đó là câu chuyện của tâm thức phàm phu trôi lên trong sân tử. Xem như vậy mới đúng câu chuyện ở trong đại thừa. Còn tìm chính sử của Ấn Độ và thấy rằng đại thừa không có đúng như vậy và chúng ta bác bỏ Chúng ta làm như vậy là chúng ta sẽ mắc phải sai lầm không thể khắc phục. Này thiện nam tử, ái có hai thứ. Một là thiện ái, hai là bất thiện ái. Chỉ người ngu tìm cầu bất thiện ái, các vị Bồ Tát đều cầu nơi thiện ái. Hay nói cách khác là chuộng làm điều thiện điều lành, làm hoài làm mãi không muốn ngừng. Đây gọi là thiện ái. Còn chúng ta thì sao? làm điều điều ác ưa làm điều xấu ưa nói cái điều sân hận ưa nói cái điều hiềm khích chỉ trích nhưng đây là là cũng là ái rõ ràng chúng ta làm những cái điều xấu nó đem đến hại cho chúng ta thế mà chúng ta lại cứ ưa thích nó thậm chí nỗ lực làm được thầy tổ ngăn cản chúng ta có ý là chống đối và muốn vượt qua lời khai thị nữa là khác ngay khi chúng ta thọ giới mà chúng ta vẫn muốn vượt qua nữa là khác. Rồi Bồ Tát thì sao? Xét phương phương diện của thế gian, làm lợi lạc cho vô số hữu tình mà Bồ Tát không nhận lấy công của mình. Hay nói cách khác, đứng trên lập luận của thế gian, Bồ Tát không có một món lợi nào cho mình, chỉ đem đến lợi tha. Vậy mà Bồ Tát vẫn thích thú làm. Cái thích thú ở đây chính là Bồ Tát á à, gì? ái nơi thiện pháp thiện ái lại có hai thứ bất và thiện ái lại có hai thứ bất thiện và thiện ở trong đây cầu nhị thừa gọi là bất thiện tức là cầu cảnh giới mà còn có nhị nguyên phân biệt đây gọi là bất thiện bất thiện trên phương diện của thiện tức là xét trong cái đặc tính tuyệt đối chứ đừng so với cái thiện của phàm phu còn cầu đại thừa gọi là thiện tuyệt đối thiện rốt ráo. Chữ đại thừa đây là cái rộng rãi, lợi lạc rộng khắp chứ không phải cho một vùng, một nhóm hoặc là đơn giản chí tự thân. Này thiện nam tử, kế phàm phu tham ái gọi là tập. Kế phàm phu tham ở trong ái nhiễm này gọi là là tập, chánh gọi là đế. À, cho nên chữ tập nó khác, chữ đế nó khác. Trong Đại Bác Niết Bàn khai thị rất là rõ ràng. Tức là kết hợp là tập hợp lại là gom lại nhóm lại những cái nhân mà nó sinh quả đó là quả luân hồi khổ đau chính gọi là đế sự ái của bồ tát mới gọi thật là đế chính phải gọi là tập cho nên chữ tập đế này là một tự ghép Từ ghép này tập hợp lại những cái ái ở trong luân hồi cho dù đó là thiện đi nữa thì vẫn là phạm phu còn trong chân lý thì là gì là giác ngộ là là giải thoát cho nên không nói là, là tập theo nghĩa của bồ tát mà phải nói đó là đế vì bồ tát muốn độ chúng sinh nên thể hiện thọ sanh chẳng phải vì tham ái mà thọ sanh câu kết luận này rất là tuyệt vời chúng ta vì tham ái mà thọ sanh ái nhiễm nhân cha mẹ mà sinh ra đời ái bất nhiễm bất sinh ta bà còn bồ tát ra đời là vì nguyện sanh thương xót chúng sanh trăm luân sanh tử cho nên bồ tát nguyện tái sanh thị hiện để mà dẫn dắt chúng sanh ra khỏi lầm than ca diếp bồ tát lúc bây giờ bạch phật thế tôn như trong các kinh khác đức phật vì chúng sanh mà nối nghiệp làm nhân duyên hoặc nối kiêu mạng hoặc nối lục xúc hoặc nối vô minh làm nhân duyên mà có ngủ ấm xứ thành Hôm nay do nghĩa gì Đức Phật lại nói bốn thánh đế riêng lấy ái làm nhân cho ngũ âm. Câu hỏi lại là một câu hỏi rất hay. Vì vậy cho nên Phật mới khen này thiện nam tử, này ca diếp Bồ Tát, lần thay, lần thay, đúng như lời ông vừa nói, các nhân duyên chẳng phải làm cũng chẳng phải nhân, chỉ vì năm ấm cần phải nhân nơi ái nêm ấm nó cần phải nhân nơi ái nó mới có mặt còn rơi khối thì nó sẽ chấm dứt ví như quốc vương lúc đi tuần du các quan quyến thuộc thấy đều theo hầu cũng vậy ái đi đến chỗ nào thì các kiết sử cũng theo chỗ đó tại nó có ái là có phiền não có kiết sử ví như y phục thấm mồ hôi bụi bay đến liền bám dính cũng vậy chỗ nào có ái những nghiệp kiết cũng cũng ở nơi đó. Những ví dụ này chúng tôi không phân tích thì các vị cũng đã nắm được. Ví như đất ước thời có thể là là mọc mầm. Cũng vậy, ái có thể sanh tất cả mầm nghiệp phiền não. Lấy hình ảnh đất ước đó để mà khai thị cho chúng ta. Để chúng ta thấy rằng những cảnh giới này là những cảnh giới cho bản thân chúng ta chiêm đắm mà chịu lấy quả khổ đau trầm luân này thiện nam tử đại bồ tát trụ nơi đại thừa đại nước bàn quán sát kỹ ái này có chín thứ một là gì một là như thiếu nợ thiếu nợ đó hai là như vợ la sát ba là như cọng hoa đẹp có rắn độc à, rắn độc quấn bốn là là như vật thực độc mà cố ăn đó năm là như dâm nữ Sáu là như hột ma lô ca bảy là như như thịt thối ở trong bụng nhọt tám là như gió bão chín là như sao chổi tất cả những điều này thưa liệu quý vị chúng ta cần phải nên luận như thế nào nên hiểu như thế nào hy vọng lần sau chúng ta sẽ đến với chương trình bồ đề phật quốc tv trên phương diện học kinh đại bác Nếp bàn chúng ta sẽ tiếp tục được lắng nghe hôm nay Chúng tôi xin mạn phép dừng lại ngang đây. Kính chúc các vị thân tâm thường an lạc. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát bản vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên Phật hiện thân ở đời